Và vừa rồi thì các bác đã lắng nghe chất âm của một dòng loa mà ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác. Thì các bác có thể nhìn bên ngoài thì các bác có thể đoán được cái dòng loa ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác là gì không ạ? Đây là một trong những dòng loa mà rất là nổi tiếng hiện nay của hãng JBL. Thì nhắc tới những dòng loa JBL mà hiện tại bên cửa hàng Hiếu Minh đang phân phối và cũng như là đang bán cho các bác, đó là những dòng loa là JBL KP4010 này, KP4012, KP2012 đấy là, và KP6012. Đấy là những dòng loa mà thuộc dòng series KP. Và dòng loa thuộc dòng series ZRX, thế ZRX 115 này và ZRX 112. Và một dòng nữa là SUV, là SUV ZRX, JBL ZRX 118S. Đấy, đấy là bên những mặt hàng mà bên cửa hàng Hiếu Minh đang bán. Và đối với dòng loa ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác có mã hiệu là MRX nhá. MRX thì có hai dòng, là một dòng MRX 512 và một dòng nữa là dòng 515. Thì ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác về dòng mẫu loa bass 40 sử dụng hệ thống bass neo, chép neo MRX 515. Thì nhắc tới những dòng loa này thì hiện tại rất là nhiều các bác và anh em đang chào bán ở ngoài thị trường thì các bác đã biết rồi. Đây là một trong những dòng loa mà sử dụng bass neo, chép neo và đánh trong không gian gia đình thì các bác có thể tham khảo sang những dòng loa mà sử dụng đánh trong không gian gia đình từ 30m² trở lên nhé các bác nhé, 30m². Và đối với dòng loa này thì các bác em sẽ quay một chút về phần thông số. Thì cái phần thông số nó thì nó đã thể hiện ở ngay cái phần tem bên ngoài. Đấy. Cái tem này nó được tem bằng làm bằng lá nhôm nhé các bác nhé, lá nhôm. Đấy. Thì nó vẫn còn rất là đẹp. Và lô loa này về thì hầu như là nó không có một chút ba vi và không có một chút chảy xước nào nha các bác nhé. Hàng rất là đẹp. Và để em quay và giới thiệu đến các bác về dòng loa này. Đấy. Đấy, về rất là đẹp. Và hàng đẹp đến 99%, nó chỉ thiếu hộp xốp thôi. Đây, em sẽ đọc một chút về phần thông số cho các bác này. Cân nặng là 19,5 kg này. Đấy. Công suất tối thiểu này. Đây là công suất thấp nhất của nó sẽ là 400W. Và công suất trung bình sẽ là 800W. Và cực đại, chịu đòn cực đại lên đến 1600W nha các bác nhé, 1600W. Và giải tần của cái dòng loa này nó xuống rất là sâu, từ 52Hz cho đến 20kHz nha các bác nhé. Đấy, con này giải tần xuống rất là sâu. Thì đối với dòng loa này thì các bác đánh tốt là sử dụng những con đẩy nó khoảng tầm từ 800W đổ lên thì các bác đánh tốt trong không gian gia đình rồi. Đấy, loa về rất là đẹp này, các bác nhìn này, từ những phần góc cạnh. Đấy, đây là em chỉ quay về phần bên ngoài nhé. Và con này nó sử dụng là một nước sơn sần, nước sơn sần màu đen. Đấy, nước sơn sần đấy nhá. Đấy, tay mà kỳ mạnh vào đây nó sẽ bị chảy tay luôn các bác nhé, chảy tay luôn. Và nó đặc điểm của nước sơn sần là gì, là nó rất là khó bị chảy xước và nó rất là khó bị vỡ hay là mè nhá các bác nhá. Đấy, và hai bên thì nó sẽ có hai phần tay sách. Đấy, hai phần tay sách để các bác để dễ dàng. Còn dòng MRX 500. Đấy, rồi JBL, ngay cả cái phần tay sách cũng in luôn cả chữ JBL ở đây này. Và con này nó sử dụng là thùng cân nha các bác nhé, sử dụng thùng cân và thùng nó rất là sâu. Đặc điểm của những dòng loa mà sử dụng thùng sâu thì các bác đã biết là thứ nhất là cái âm nó sẽ tổng hợp ở trong, phần âm nó sẽ tổng hợp ở trong và cái độ phóng và độ phủ nó sẽ xa hơn, nó sẽ tốt hơn nha các bác nhé. Và cái cảnh phần e căng thì nó sử dụng là e căng này, phần logo này, con này sử dụng logo thì cũng được bằng nhôm nhé. Đây, con này nó sử dụng nhôm này, nhôm pha nhựa nhé. Đấy, e căng này, e căng là e căng hình tổ ong nhé, rất là đẹp. Và từ phần góc cạnh, đấy, góc cạnh và nối với phần thùng loa cũng thế, thì nó sẽ không có một chút ba viên nào và không một chút chảy xước nào cho các bác. Đấy, các bác chỉ cần nhìn qua thôi. Đây, em quay một vòng cho các bác có thể chiêm ngưỡng về cái dòng loa JBL ZRX MRX 515 này để giới thiệu đến các bác nhé. Đấy, ok chưa? Và ở bên trong cái phần e căng thì nó sẽ bố trí là có một cái phần có một lớp lưới, lưới để ngăn bụi. Đấy, ngăn bụi. Nên là khi cái phần bát, phần chép bên trong thì các bác có thể thấy là nó sẽ rất là sạch sẽ và đẹp nhá. Sạch sẽ và đẹp. Đấy. Đây. Đây em quay một vòng cho các bác này. Chưa? Về phần đằng sau thì con này nó sử dụng là một phần hậu là đi cùng với đó là có hai đường vào, là một đường bằng new chic này, hai đường new chic nhé, và một đường new chic để link sang một loa khác này. Đấy. Đây. Đấy. Con này thì có đầy đủ mã số này, các bác nhìn chưa? P05 này, 32485. Đấy. JBL 66. Mã dập dấu của JBL này.
JBL MRX500 dòng. Rồi, ok. Đấy là về phần bên ngoài. Dòng loa này thì em sẽ đo một chút để các bác có thể tham khảo được cái phần chiều sâu, chiều cao và cũng như là chiều ngang của dòng loa này. Thì đối với chiều cao loa này, đây các bác nhìn này, con này nó rất là cao này. Đây một mình em làm nên nó sẽ, con này cao gần 70 nhá các bác nhá. Cao nó khoảng cỡ 70, cao 70. Ok, và đây là chiều ngang này. Chiều ngang thì nó sẽ rơi vào khoảng là 48 nha các bác nhá, 48. Đấy. Còn chiều đấy là chiều sâu, quên mất, chiều sâu là 48 này. Và cái chiều ngang đây, em quay cái phần thùng ở dưới này. Chiều ngang thì nó sẽ rơi vào là 44. Đấy, sẽ rơi vào 44. Thì em đo dưới để các bác có thể tham khảo được cái phần chiều đo, để khi các bác đóng kệ hay là để trong không gian gia đình nhà mình, nó sẽ được phù hợp nha các bác nhé. Rồi ok. Và ở đây thì em cũng đã tháo sẵn ra phần bát và phần chiếc. Thì các bác có thể nhìn thấy là con này nó sử dụng là cái phần củ bát này, rất là sáng nhá, sáng, sạch. Đấy, đặc điểm của dòng này thì cái phần củ bát này thì nó được thiết kế là nguyên khối nhôm nha các bác nhé. Nguyên khối nhôm, nguyên khối nhôm này. Đấy, và nó còn rất là sáng, sạch. Thì đối với những dòng loa bãi mà bên cửa hàng Hiếu Minh về, thì bên em thì nó rất là kiểm tra, rất là khắt khe qua những quy trình như là phải kiểm tra từ phần bát này, phần chép. Nó đã zin rồi. Đấy, nó đã zin rồi. Nhưng mà nó còn phải đẹp. Thì đối với những dòng loa mà mấy chục triệu thôi. Đấy, thì bên cửa hàng Hiếu Minh kiểm tra rất là khắt khe. Đấy, và ngặt nghèo. Đối với những dòng loa bãi thì kiểm tra như thế thì để đảm bảo cho các bác khi lựa chọn những mặt hàng mà bên cửa hàng Hiếu Minh. Đấy. Và thứ hai là kiểm tra cả về phần mẫu mã. Mẫu mã nó phải còn đẹp và nó không có một chút bao viên nào. Thì đối với những dòng loa mà mấy chục triệu mà bên cửa hàng Hiếu Minh đang chào bán cho các bác. Và phần bát này thì các bác để ý là con loa này nó sử dụng là phần bát này. Bát đây. Đây, mã này, Made in USA nha các bác nhá. Con này sản xuất tại Mỹ. Đấy, phần bát này được sản xuất tại Mỹ này. Và phần nó có cả mã số của phần bát luôn. Đấy. Và nó được đúc bằng nhôm nguyên khối. Đấy. Tất cả những cái phần phần khuôn này là nó sử dụng là khi xương kép nhá, sử dụng là xương kép, ba cái xương kép. Đấy. Ngay cả cái phần này nó cũng JBL này. Phần xương này, phần khuôn này nó cũng có luôn cả phần mã này, được chưa? Này, dập dấu của JBL. Này là được dấu dập dấu chìm nha các bác nhá, dập dấu chìm nổi nhá. Đấy. Và trên màng thì nó cũng đều có mã này, chưa? Mã màng này. Đấy. Em sẽ quay phần màng cho các bác có thể nhìn thấy này, thấy chưa? Các bác nhìn thấy cái phần keo nến không? Keo nến nó hơi đục đục một chút này. Phần màng là con này là sử dụng màng cánh dán nhá. Cánh dán nhá. Đấy. Rồi ok. Và đối với dòng loa này thì nó đang sử dụng là cái phần bát là sử dụng bằng màng giấy nhá, màng giấy. Đấy. Và gân lụa tẩm dầu 3 lớp. Gân lụa tẩm dầu 3 lớp này. Rất là chắc chắn và tiếng bát đánh rất là sâu và nó đi được xa, lực sạch tiếng, đảm bảo cho các bác. Đấy. Rồi em sẽ quay một chút cho bác về cái phần quả chép này. Con này nó sử dụng là một quả chép. Các bác nhìn chép này chép ánh từ 7 màu nha các bác nhé. Nhìn chép này nó sử dụng là chép neo nên cái độ phủ của cái dòng loa này nó rất là xa, từ cỡ 30 mét vuông trở lên nhé. Các bác đánh trong phòng. Đấy, cũng dập dấu JBL này. Made in USA nha các bác nhá. Đây. Mã này, được chưa? Đấy. Phần phễu thì con này nó sử dụng là một cái phễu phễu tỏa độ phủ lớn. Phễu tỏa độ phủ lớn. Thì các bác để nhận biết dòng chính hãng thì các bác ngoài mở ruột ra hay là nhìn mã ra thì các bác có thể để ý ở trong cái phần chép này thì nó sẽ có một cái lớp hình giống như hình hoa sen đây này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Bên kia nhỏ, bên này lớn này. Đấy. Đấy, rồi ok. Đây phân tần đây, con này nó sử dụng lớp bông tiêu âm màu vàng nhé, tiêu âm kính màu vàng. Đây, phần bông này thì các bác sờ vào nó rất là dặm nhé, rất là dặm. Đấy, thùng là thùng gỗ ban ép này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, sơn sơn. Đây, phần tần này nhá. Ok chưa? Đấy, rất là đẹp. Rất là xịn sò về cái dòng loa này. Đây là Hiếu Minh mới về. Và đối với dòng loa này thì các bác có thể sử dụng được cả cọc cắm loa nhé.
bác có thể sử dụng cả cọc cắm loa đều được nhé. Con này nó sử dụng nó có hai lỗ cắm đấy. Rồi ok, đấy là em đã giới thiệu cho các bác về một phòng một vòng về cái dòng loa mà JBL Maverick 515 mà bên cửa hàng Hiếu Minh mới về, tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam. Rồi ok, và các bác cần mua hàng hay là cần nâng cấp những thiết bị thì có thể liên hệ với cửa hàng Hiếu Minh qua cái số điện thoại hotline là 0919182233 và 0869997229. Và hiện tại thì giá thì bên cửa hàng Hiếu Minh đang chào bán với giá là 29 triệu đồng. Và khi các bác gọi điện qua số điện thoại hotline thì bên cửa hàng sẽ có hậu mãi giá tốt nhất dành cho các bác khi gọi điện qua cửa hàng nhé. Và cơ sở 2 là 0982352313. Và em cũng xin kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio nhé.